Hey guys, thì đây là một cái màn test micro mới mà Hoàng vừa mới tậu về. Và cái này mình chỉ test xương xương thôi, xíu nữa mình sẽ gắn lên cái máy ảnh chứ Hoàng không có để cái micro gần như thế này suốt cái quá trình làm video. Hey guys, welcome back to my channel. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Christian. Các bạn có khỏe không? Hoàng thì Hoàng vẫn đang ở trong cái thời kỳ cách ly với xã hội. Và Hoàng ở nhà tới đây là cũng gần được 2 tuần rồi. Thỉnh thoảng chỉ đi ra ngoài để mua đồ ăn này kia thôi, nhưng mà Hoàng cũng rất là hạn chế đi ra ngoài đường để mà không có kiểu như là lây lan dịch bệnh ấy. Và Hoàng mong là các bạn sẽ giữ cái tinh thần này, không những ở Nhật Bản mà còn ở Việt Nam, hãy ở nhà và cái gì mà thật là cần thiết mới đi ra ngoài thôi. Và Hoàng hy vọng rằng là trong tương lai ngắn thôi thì cái dịch bệnh này sẽ được kiểm soát và không còn lây lan rộng nữa. Anyway, thì ngày hôm nay Hoàng sẽ ngồi đây bàn luận với các bạn về một cái vấn đề mà trong vòng một năm không biết bao nhiêu người đã hỏi Hoàng về cái câu hỏi này, đó chính là việc con trai trang điểm đúng hay sai. Thì Hoàng thấy rằng là khi mà mình bàn luận một cái vấn đề nào đó thì mình nên gạt bỏ cái từ đúng hay sai qua một bên, mà mình sẽ nói thay vào cái từ đó, đó chính là nên hay là không nên. Thì ngày hôm nay Hoàng sẽ ngồi đây với các bạn, Hoàng sẽ nói ra những cái quan điểm của Hoàng về cái vấn đề này. Bản thân mình cũng là con trai và mình rất là thích trang điểm, kiểu như muốn nói rằng đây là cái quan điểm cá nhân của mình. Cho nên là nếu như các bạn thấy nó không phù hợp với các bạn có thể next hoặc là ném đá Hoàng hoặc là comment ở dưới. Nếu mà các bạn thấy cái quan điểm của mình nó là đúng á thì hãy cho một like phía dưới nhất. Đừng quên nhấn nút subscribe để thành subscriber của Hoàng. Và chúng ta bắt đầu thế nào, let's start it babe. Ok, điều đầu tiên đó chính là tôi trang điểm cho tôi. Cái điều này thì Hoàng không phân biệt là nam hay là nữ gì cả, mà là nó là tình hình chung của mọi người. Tại sao mình phải trang điểm? Nhiều người bảo rằng là ồ, mình trang điểm là để tôn trọng cho người khác. Nhưng mà Hoàng xin nói các bạn rằng là mình trang điểm để tôn trọng cho chính mình thì đúng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà mình tôn trọng được chính mình, đó là khi mà mình cảm nhận được rằng là mình cần phải được nâng cấp, mình cần phải sống đúng với cái giá trị của bản thân của mình đặt ra. Và để mà sống đúng với cái giá trị của bản thân đó thì hàng ngày mình phải cải thiện và tìm đến những cái cách mà để cho mình được đẹp hơn, được khỏe mạnh hơn. Và một trong những cách đó đó chính là việc trang điểm. Thì Hoàng cảm thấy là từ khi mà mình dấn thân vào trang điểm, Hoàng cảm thấy là ồ, đây là con người của chính mình. Và Hoàng cảm thấy là kiểu như trước giờ thì Hoàng vẫn sống đúng là chính mình đó, nhưng mà kiểu như để mà sống đúng hơn với cái giá trị đó thì mình đã tìm đến với trang điểm. Hoàng cảm thấy ồ, trang điểm hàng ngày nó đã update mình lên và nó sẽ kéo theo những cái kết quả tốt để Hoàng sẽ nói ở phần sau của video. Nhưng mà đầu tiên đó chính là mình tôn trọng cái chính bản thân của mình. Mình cảm thấy rằng là mình cần phải được nâng cấp hơn, phải update hàng ngày lên. Ngoài cái việc trí tuệ ra, mình cần phải trang bị cho mình một cái sức khỏe tốt này, một cái ngoại hình thật là chuẩn này, về cách ăn mặc rồi đầu tóc rồi make up. Hoàng cảm thấy là nó xứng đáng mà. Bản thân mình được bố mẹ sinh ra, bố mẹ nuôi dưỡng, mình được ăn học đàng hoàng và mình có những cái thành tích riêng trong cuộc sống, thì Hoàng cảm thấy là mình khá là xứng đáng trong cái chuyện mà trang điểm. Cho nên là mình cần được tôn trọng cái chính bản thân của mình. Và từ tôn trọng chính bản thân của mình mới tôn trọng người khác được. Đừng có bao giờ các bạn trang điểm vì người khác nhé. Không, không. Mình rất là không thích vì cái điều này. Bởi vì bạn trang điểm để cho chính bản thân của bạn đẹp hơn. Từ trước đến giờ các bạn có nghe cái câu là ăn cho mình, mặc cho người. Thì bây giờ Hoàng cảm thấy là ăn cho mình, mặc cũng cho mình. Thì trong cái phần mặc đó không có chỉ là mặc cái quần áo đâu, mà nó là một cái vỏ bọc bề ngoài bằng những cái ví dụ như là body bạn có chuẩn không, rồi ăn mặc của bạn có đẹp không, rồi cái trang điểm của bạn nữa. Thì nói tóm lại là trong cái phần mặc đó thì cảm thấy là tất cả những thứ đó là cho mình cả. Mình bạn đẹp thì là cho bạn thôi chứ không có cho ai hết cả. Nói chung là đừng có vì một cái ý kiến nào đó là mình xấu quá mình nên trang điểm. Đừng có vì 100% cái điều đó mà các bạn dấn thân vào trang điểm. Hoàng thấy rằng là cái mục đích đầu tiên của mình trang điểm đó chính là tôn trọng bản thân mình. Nếu mà các bạn không tôn trọng bản thân mình thì cũng không tôn trọng được người khác, đúng không? Nói chung là Hoàng sẽ nói về những cái vấn đề của chung trang điểm đối với cả nam và nữ, và sau này thì Hoàng mới tách riêng ra là phía nam giới sau này ha. Ok, điều thứ hai, mình càng trang điểm da mình càng đẹp. Điều này là đúng chứ không hề sai. Nhiều bạn kiểu như ô, nghe cái điều này khá là lạ, đúng không? Bởi vì các bạn nghĩ rằng là càng trang điểm thì cái da mình càng xấu, bởi vì là những cái thứ mà người ta cho vào kem nền rồi phấn đều là những cái thứ gây độc hại, ví dụ TRC, paraben, chì, rồi phẩm màu, những thứ đó nó sẽ làm cho cái da của mình nó càng ngày càng xấu thêm. Nhưng mà không, Hoàng nhấn mạnh lại 3 lần chứ không nhé. Ok, tại sao Hoàng nói chữ không như vậy? Bởi vì Hoàng cảm thấy rằng là càng trang điểm da mình thật sự nó càng đẹp. Vì kể từ khi mà mình bắt đầu mình dấn thân vào
con đường trang điểm này, Hoàng cảm thấy rằng là cái da mình càng ngày càng cải thiện thêm. Bởi vì khi mà mình trang điểm thì tất nhiên các bạn phải loại bỏ cái lớp make up sau một ngày dài giữ cái lớp trang điểm trên mặt. Mình bắt đầu tìm kiếm đến những cái loại ví dụ như là tẩy trang, rồi dặn dầu, dặn nước, sữa rửa mặt. Mình dần dần biết được rằng là cái tình trạng da mình như thế nào, rồi da mình thuộc loại gì, vào mùa đông thì nó như thế nào, rồi khi chuyển thời tiết thì như thế nào, vào mùa hè như thế nào. Tất cả những thứ đó chính vì dấn thân vào trang điểm cho nên Hoàng mới hiểu được là cái da mình nó sẽ như thế nào. Và càng ngày mình sẽ hiểu bản thân mình hơn, và từ đó rằng là mình sẽ tìm được những cái cách mà chăm sóc phù hợp với cái làn da của mình hơn, và từ đó cái da mình càng ngày càng đẹp hơn. Kiểu như nó sẽ thành một cái vòng tròn các bạn ạ. Khi mà mình bước thân vào trang điểm thì mình sẽ dấn thân vào skincare, và từ skincare thì cái da mình càng ngày càng đẹp hơn, và cái da mình càng đẹp á thì lại make up được càng đẹp. Thì Hoàng cảm thấy rằng là vòng tuần hoàn nó rất là ổn, và nó theo Hoàng tới đây là cũng hơn 2 năm rồi. À đâu, hơn 1 năm chứ, gần 2 năm. Hoàng cảm thấy là cái skincare routine của Hoàng tới đây là khá là ổn. Có lẽ là mình sẽ cải thiện hơn. Nhưng mà nếu như mà mình không trang điểm thì mình cũng chả biết đến skincare, và cái da mình nó sẽ vẫn xấu như ngày xưa. Và bây giờ là những cái quan điểm sai lầm mà mọi người thường nghĩ rằng là cái chuyện con trai trang điểm là nên hay không. Đó chính là trang điểm làm mất đi cái sự nam tính. Thì trong vòng một năm không biết rằng là bao nhiêu người đã hỏi Hoàng là tại sao con trai phải trang điểm. Hoàng thấy là cái câu hỏi này tại sao mọi người vẫn hỏi thường xuyên, và trong khi cái thời đại nhà rồi bốn trai gái nam nữ người ta đều có nhu cầu vừa đẹp vừa khỏe cả. Ngày xưa thì mọi người thường có một cái quan điểm, thường có một cái tư tưởng suy nghĩ rằng là phái mạnh là con trai và phái yếu, phái đẹp là nữ, đúng không? Nào, tại sao cái thời đại rồi, tại sao chúng ta không thể trung hòa lại được, đó là vừa cả nam và nữ đều vừa mạnh khỏe mà vừa đẹp. Hằng nói ở đây đó chính là tại sao người ta không trung hòa cả hai cái giới này lại, và nhu cầu của mỗi người đó là tùy thuộc vào cái cá nhân của mỗi người. Tại sao cứ phải bắt ép họ trong một cái tư tưởng đó, và Hằng cảm thấy là những cái thứ đó nó rất là độc hại luôn. Ngoài cái chuyện là tại sao con trai lại trang điểm ra, thì Hoàng muốn nói cái điều này đó chính là trước giờ các bạn có khi nào mà, đặc biệt là những các bạn nam á, khi mà hồi xưa mình vấp té rồi mình khóc mình đau, mọi người đặc biệt là phụ huynh thì nói rằng là con trai không được khóc, rồi con trai không được yếu đuối. Đây là một trong những cái câu hỏi Hoàng cảm thấy rằng rất là độc hại khi mà giáo dục con trẻ luôn. Bởi vì tại sao khi mà con người có cái phản ứng khi té ngã vấp thì đau và phải khóc, cái đó là một cái phản xạ bình thường và rất là tự nhiên. Tại sao cứ phải bắt ép là con trai là phải thế này thế kia, phải mạnh mẽ, không được khóc, yếu đuối, đó là một cái phản xạ tự nhiên. Thì có một cái câu chuyện như thế này Hoàng cảm thấy rằng là nó khá là mâu thuẫn đối với nhau, đó là cùng một cái người phụ huynh đó, khi con của họ vấp té thì con của họ khóc và họ nói rằng là con trai không được yếu đuối, không được khóc. Nhưng mà khi mà người này đến một cái đám ma và thấy cái người con trai đó không có khóc khi mà tiễn đưa bố thì lại nói rằng là cái người con trai này sao lại vô cảm rồi lạnh nhạt đến thế. Hoàng cảm thấy là tại sao lại mâu thuẫn đến vậy, trong khi bạn là người giáo dục cho con trẻ, bạn không được khóc đến khi mà đau đớn thì tại sao bạn lại đi chỉ trích cái người khác rằng là người ta vô cảm khi mà gặp cái chuyện buồn. Nói đến đây Hoàng kiểu như là cảm thấy cạn lời luôn ấy. Thì cùng một cái con người đó Hoàng cảm thấy đánh giá họ là một người mâu thuẫn trong chính con người của họ. Đó là một trong số những cái câu hỏi mà cảm thấy rất là độc hại khi mà phân biệt về giới tính. Ngoài ra còn những cái câu hỏi khác dành cho phái nữ, ví dụ như là tại sao con gái lại không mang giày búp bê khi đi học, tại sao con gái lại để tóc tém, tại sao con gái lại chơi boxing rồi không biết thêu thùa may vá, tại sao con gái lại không biết nấu ăn. Đó là tất tần tật những cái câu hỏi mà Hoàng cảm thấy rằng là hàng ngày kể cả các bạn nữ lẫn bạn nam đang phải gánh chịu hàng ngày, và các bạn phải đứng lên rằng là đó là những cái sở thích của mình, đó là những cái mà mình muốn làm như vậy thì mình phải đứng lên phải đấu tranh. Thì giống như cái chuyện con trai trang điểm cũng vậy, mình thích trang điểm là bởi vì mình tôn trọng bản thân của mình đã nói từ trước rồi. Và thêm một điều nữa rằng là cái đó là cái cách chăm sóc cái da của mình nó tốt hơn thì tại sao không, đó là nhu cầu của mỗi người mà, họ có quyền không trang điểm cũng như là có quyền trang điểm, tại sao cứ phải gò bó họ vô những cái tư tưởng mà xưa cũ trước giờ xã hội luôn kè cặp rồi tạo ra cho mọi người. Thường cảm thấy là nếu như mà sống trong một cái môi trường đó thì thực sự rất là mệt mỏi, và mọi người hãy ngưng ngay những cái suy nghĩ tư tưởng đó, nó không hề hay một tí nào cả. Thì trang điểm trước giờ là một cái hạng mục mọi người luôn định kiến rằng là đây là một cái việc cho phái nữ, phái đẹp. Nhưng mà hiện giờ thì tại sao mọi người không nghĩ rằng là con trai cũng có quyền đẹp vậy? Thì Hoàng cũng cảm thấy là mình cần có quyền được đẹp hơn, được sở hữu được một cái khuôn mặt nhìn nó khả ái hơn. Thì trang điểm là một trong những cái cách mà giúp cho mình làm được những cái điều đó, thì tại sao không? Cho nên là hãy ngừng ngay những cái suy nghĩ rằng là con trai phải như thế này, con gái phải như thế kia. Nó rất là độc hại và không hay một chút nào.
Điều thứ tư mà họ muốn nói rằng là con trai trang điểm là có phải là gay hay không. Hoàng không phủ nhận rằng là đa số các bạn nam trang điểm đều là gay, tức là những các bạn đồng tính luyến ái nam ấy. Nhưng mà không hẳn là như vậy. Hoàng cảm thấy là khoảng 60-70% thôi, tức là nó chiếm đa số, hay còn lại những người khác người ta làm là vì công việc. Nhưng mà Hoàng cảm thấy là chính những cái tư tưởng đó đã khiến cho cộng đồng giới gay người ta phẫn nộ ấy. Bởi vì cộng đồng gay thì họ rất là rộng rãi, họ lại cũng là những con người bình thường, cũng có người thích trang điểm, có người không thích trang điểm. Cho nên là các bạn đừng có bao giờ áp đặt rằng là những con trai mà trang điểm thường là gay nhé. Nó không hề hay một tí nào cả. Và nhiều khi có cái sự lầm tưởng rằng là khi mà họ vẫn là một người dị tính, mà khi mà họ thích trang điểm nhưng mà họ lại nghe những cái lời đó, và khi mà họ dấn thân với trang điểm á, họ tưởng tượng ra một cái viễn cảnh là họ sẽ phải hứng chịu những cái lời chỉ trích rằng là nhìn bê đê quá, rồi gay quá, rồi nhìn yêu đồ thuộc nữ quá, và nó không có đúng với một cái chuẩn mực đàn ông mà xã hội cho nó là đúng. Thì Hoàng cảm thấy là chả có gì phải ngừng cái việc trang điểm cả. Nếu như mà các bạn là một người dị tính, một người con trai vẫn thích nữ giới, thì các bạn hãy tự tin lên rằng là cái chuyện mà mình trang điểm là cho bản thân mình đẹp hơn. Và đừng bao giờ vì những cái định kiến xã hội đó mà mình bỏ lỡ đi một cái thế giới vô cùng đẹp mà Hoàng đang đắm chìm vô, đó chính là con đường make up. Và biết đâu nó sẽ trở thành một cái công việc của bạn sau này thì sao? Nó là một cái miếng cơm của bạn thì sao? Thì Hoàng cảm thấy rằng là make up cũng kiếm ra được tiền vậy, và nó cũng là một cái đam mê. Và Hoàng cảm thấy là những người con trai mà thích make up nhưng mà bị xã hội định kiến thế này thế kia thì các bạn nên đứng lên đấu tranh. Và cách đấu tranh như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi người. Ok, vừa rồi là những cái suy nghĩ của Hoàng về cái vấn đề là con trai trang điểm nên hay không. Hoàng hy vọng rằng là video này sẽ giúp cho các bạn thay đổi được tư tưởng trong chính các bạn. Chính bản thân các bạn nam thích trang điểm thì cũng nên thay đổi cái suy nghĩ rằng là mình trang điểm là cho ai, đó là cho chính bản thân mình. Và những người khác là nữ giới, là xã hội xung quanh thì cũng nên có một cái nhìn thoáng hơn về cái việc là con trai trang điểm. Hoàng cảm thấy rằng là Việt Nam mình đi sau các cái nước khác, ví dụ như là Mỹ, Canada, rồi Hàn Quốc, thậm chí là bên Nhật Bản này, Hoàng cảm thấy là con trai trang điểm rất là nhiều. Nó cái chuyện đó rất là bình thường luôn. Và khi mà Việt Nam mình trang điểm như thế này ra đường, mọi người nhìn mình với một cái ánh mắt kiểu kỳ thị, là chỉ trỏ này kia, tại sao con trai lại đánh phấn ra đường. Hoàng cảm thấy là các bạn nên trang bị cho mình nhiều cái kiến thức hơn về thời đại. Đây là năm 2020 rồi, vì con trai trang điểm nó rất là bình thường. Và tại sao mình phải ngăn cấm cái chuyện đó? Khi mà mình sống đúng với cái bản thân mình, đó chính là cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Hoàng đang sống đúng với lại cái bản thân của Hoàng, cho nên là Hoàng mong rằng là mọi người cũng sẽ như vậy. Và hãy đứng lên sống đúng với bản thân của chính mình. Và video của Hoàng tới đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thích video này, cho Hoàng một like cà phê với nhé. Đừng quên nhấn nút subscribe để subscriber của Hoàng. Và hãy đón xem những cái video tiếp theo của Hoàng nha. Goodbye, see you later.